we sail a little bit high. Tính là cái nào? Dạ mấy chị tư vấn cho em. Em muốn sao mà mình đẹp là được rồi. Thay giờ giờ nói ba má đầu thai đi em. Nó chỉ có thiếu cái ngực thôi. Thiếu không thiếu thấy rồi. Cái ngực. Đúng cái rồi. Ngực đúng nó rồi. Giống như con hai ông dít gì đó. Nè em thấy nè, em nhìn nè, cái cao bên ba tư dướng nè, cái cao bên tư dướng nè. Chị làm đẹp không? Đẹp. Em muốn có gương mặt khả ái đi. Mặt đấy đừng, nó mới mổ. Bên đây là còn sưng. Nè em nhìn cái bên mặt gương mặt của chị nè, khả ái không? Cái mặt chị đâu có ác đâu đúng không? Dạ. Mặt rất là hiền. Ủa chị ơi chị, vậy là em chỉ cần làm ngực thôi. Ừ. Còn em mặt là em là đẹp cái rồi. Mặt em đẹp sẵn rồi. Nãy giờ thấy em trốn hơi bị lâu rồi đó. Phan, bác sĩ, con này y tá hay là làm trong nhà xác gì? Hồi xưa nó làm trong nhà xác mình hoa. Mà bữa nay tôi bóng nó về để làm để là chị cho tôi. Chị nói trang dễ nói chuyện mấy đứa ha. Cái mồi này tôi bơm cho nó đó. Chị ơi, chị bơm chị còn cái râu vòng vòng như vậy. Không, cái đây cái đường viền. Đường viền môi à. Ủa chị ơi. Sao? Vậy là đẹp á hả? Ê, vậy là chuẩn rồi. Bây giờ nè, không nói nhiều nữa. Dẫn nó ra làm sao? Đập thuốc mê đó cho chị. Chứ không có chết nha. Làm ngược cho em đi hả? Rồi, vậy làm sao đi. Cái ca mổ này phải mất mà 4-5 tiếng á. Người ta nói là chỉ có thẩm mỹ viện của em thôi, cái mặt con đó thấy không? Cái mặt con y tá quý vị thấy không? Người ta làm mặt trái son, mặt chữ điền là xưa rồi. Còn con bé đó là bác sĩ em là cao tay. Là... À, trời ơi! Trời ơi! Tao chưa mổ, tao mổ chưa nè! Trời ơi! Cái con nhỏ này! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Nè! Cái ca này không biết ai làm xấu nè. Dạ, lát lên em tôi làm lợi. Rồi làm lợi á. Rồi giờ thổ tố đây. Trời ơi chị ơi. Con chim ban đầu là nó lúc tối mai cáo đàn chim cái gì đó. Tôi nghe tôi làm được cái chim. Con chim ban gì? Con xuống gì đây, cái gì? Còn con này cái chim mà nó còn lại. Vẫn mãi là người đến sau, nên đành buông
vừa qua đã có một bé bóng nhi đầu mòn đầu giải. Đề nghị cô chú chị mình gửi số bò lên vé để hậu về của tụi em dò số. Đừng có đứng ngoài sau nè con. 58 như kia ra có 1. 26 có 2. 14 có 3. Số 4 có 4. Và có một bé bót nữa đọc giải. Chị thấy rất gì mượn, chúc chị là tốt nha bé. Rồi 58 có 1. 45 có. Có không chị? Khoan một coi đã. Ủa 45 đầu tiên thì 45 có 2. 26 có 3. 14 có 4. Rồi mời hai bé lại quay số. Ai số lớn nhận gói bông, người còn lại nhận cặp mông nha. Rồi quay số đi, ai số lớn nhận gói bông, người còn lại nhận cặp mông của chị. Rồi cố lên nha các hai em. Hai em đều là sự dễ dàng của dòng tộc BD chúng ta đó. Trời ơi, đàn đàn lớp lớp đứng qua đây đứng đứng đây nè, xếp hàng nè. Gia đình 4 thế hệ luôn. Đây, 4 thế hệ luôn, từng à. Rồi, 34. Con trai bao nhiêu con? Số 2 đi về con nội. Trời ơi, bóng né không có chứ không chứ. Có 2 trên đất đó. Chìa khóa xe về bà nội. Dạ rồi, ai rớt chìa khóa xe liên hệ em lấy nhau cái gì nha. Rồi chọn một con thối nè em. Rồi, cảm ơn cho rất nhiều. Dạ rồi, ai rớt chìa khóa xe như vậy thì liên hệ gã đáp của tụi Hương Nam để mình nhận là chìa khóa xe. Còn nếu không thì chiếc xe này tụi em sẽ lấy chạy vòng chơi. Rồi, rồi. Đây nè, có mẫu tấm da rồi nè. Có nghe là cưng. Cái bệnh viện người ta làm mặt cái son hoặc mặt chữ điền, còn cái mặt em là mặt hình cái hòm mà bé mặt bên này. Đâu, gì? Đâu, chụp cúng đây xong rồi bác sĩ ơi, mời bác sĩ. Trời ơi, cái ca mẫu này cực quá. Trời ơi, bệnh gì em đi. Chị ơi, chị mẫu gì mà chị lôi lại. Trời ơi, cái ca mẫu này nó phải tắt nại thật đó. Trời ơi. Bà nhớ rồi. Bữa nay là ngày con lễ nó xuất viện đó. Rồi. Chị em mình đi thăm đó. Đi tá đâu, ca mẫu xong rồi, dẫn nó bệnh nhân ra đâu nè. Đi tá đâu. Tại y tá nó xấu, còn chú ông chú ngụm nữa. Trời ơi, tôi mổ mấy ca tôi cực khổ quá. Rồi, đây, em tôi đâu, trời ơi, các bạn em đâu. Tăng hồi hộp nè, cô bé. Tôi muốn chết kìa. Đây, cái ca mổ đã thành công. Thành công chưa? Thành công rồi. Nhìn mày như cái sách ướt vậy. Ê, tại nó chưa có bụng ra. Ủa, sao mày khoan, ổ ngực sao, thế nào được. Chè hai cái mái tóc hai bên, nhìn mày đẹp trai. Ê, khoan, sao kỳ vậy? Ê, đi đập ngực mà. Đâu, cái ca mổ đâu. Dạ, cái cho nó thôi. Làm ngược em tưởng cho em mừng lắm. Sản phẩm của em là cái ngược đẹp nhất Việt Nam đó trời. Được không? Được không? Hạnh diện quá. Cái gì vậy? Ủa? Cái ngược đâu? Cái ngược đâu mà ngược đâu mà đâu? Cái vú mà làm ở đâu ngoài sau lưng cho mày á. Trời ơi, hôm qua tôi chưa đồ nó bê quá. Chị ơi, cái này chị làm sao? Mẹ, không có. Tại chị biết sao, bà bác sĩ. Nè, nghe chị giải thích nè, bình tĩnh. Bà bác sĩ trong á, bà yêu động vật lắm. Bà tưởng tượng em là con lạc đà đó. Con lạc đà thiếu hai cái bú đó em. Y tá đâu, y tá đâu. Trời ơi, nè đi vô ngủ lại. Chết hồn, chết hồn. Ôi, tội nghiệp quá. Hôm qua chị chơi đồ đã quá bê, hiểu không? Bắt đầu chờ. Bác sĩ mặc câu dược tay. Vậy là mình phải đón lễ lần hai đó. Kéo rồi sao kìa. Rồi, đó một lát nữa quý vị sẽ coi được là thẩm thứ diện tụi em sẽ làm được những cái ca phẫu thuật nào nha. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta bắt đầu giờ số. Ở mổ biết nhìn trên trời không vậy bà? Để má cái này đồ rồi đó. Mới mốt mình mổ lại. Cầm cái ghế mà nó mỏi. Mổ. Số đó đó quý vị. Chút vô chị mổ lại.
cái mặt em vậy á, người ta nói là thằng bị ngu. 30 tuần, 30 tuần không biết tức là 10 tuần. học kinh sổ cứ chưa đủ số. Rồi những người đẹp nào muốn sửa chỉnh sửa để từ từ rồi bác sĩ sửa lại cho. Trời ơi là trời, mắt tao sửa còn bị hư hút chưa tụi mày. Thế tao gắn bây giờ lăn gắn 2 mí không? Phải gắn 4 cặp lông mi mới đủ. Rồi, ngay từ bây giờ những người đẹp chúng em đang hoạt động. Đó. Tôi mổ con này sai lầm nhìn chim trời cũng mà má ơi. Cũng làm những nhìn chim trời còn ai vậy? 22. 22 có 1. Mày không nhìn ở dưới sao mày thấy? Thì giờ đang nhìn ở dưới nè chị. Đợi chút xíu cho bác sĩ vô mổ lại cho. Số 1. Số 1 có 2. 34. Đào có 3. 51. 51. 51 đâu nè. Trời ơi là... 51 có 4. Không thấy đường. Bởi vì con y tá nó xấu làm ai cũng xấu chứ nó trơn á. Rồi tấm vé này hợp lệ quý vị, quý vị nào chưa tin tưởng thì quý vị có việc lên đây kiểm tra nha. Còn không là sẽ cho phần quà của anh Hoàng. Anh ơi, anh được một cái tấm voucher thẩm mỹ viện tại gánh hát của tôi Hương Nam đó anh. Anh muốn mổ cái gì? À, rồi, anh cứ lấy cái này cho em đi. Anh không có cần dịch vụ này, tí xíu qua đi. Em sẽ làm cho anh cái này sướng lắm. Gì bác sĩ? Hả? Sao con mắt em cái tuần nay nó đau hoài bác sĩ ơi, em không có làm anh. Bỏ Nhi, Bỏ Nhi, Bỏ Nhi, biểu anh. Đây, trời ơi, nó chỉ con này mệt. Đứng đây coi. Cường có chưa xuất hiện được đâu, chị mát áo rồi. Chưa có xuất hiện được. Nếu mà nó xuất hiện rồi là không có đồ để mát đâu. Yeah. Rồi, không đứng. Rồi, đây, đây, đây. Trời ơi, đừng có cầm mấy cái này. Cường đang đứng đau, cũng cầm nặng. Mát vô. Rồi. Đó, quý vị, quý vị thấy không? Em là bệnh nhân, em có tâm đó quý vị. Để được, được. How far can we get if we sell a little?